Thưa các bạn, đây là hình ảnh rất nhiều các cô giáo huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trong đó có cô giáo Nguyễn Thị Hảo, hiệu trưởng trường Mầm non Hưng Mai và cô giáo Hoàng Thị Hằng, phó chủ tịch công đoàn trường Mầm non Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hôm nay trong thời tiết nắng nóng của ngày thứ Bảy, cuối tuần các cô từ Việt Yên trở về thăm gia đình bà Hà Thị Hảo ở xóm Đồng Gác, thôn Trúng, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và tặng quà cho cháu Ngô Minh Quân gần 4 tháng tuổi. Như chúng ta đã biết, bà Hà Thị Hảo năm nay 73 tuổi, ở xóm Đồng Gác, thôn Trúng, xã Đông Lỗ. Bà sinh được 4 người con, các anh chị đều thiểu năng trí tuệ, nên kinh tế gia đình luôn trong tình trạng khó khăn. Nhất là khi chị Ngô Thị Long sinh năm 1982, con gái của bà Hảo sinh em bé. Đến nay cháu đã được gần 4 tháng tuổi. Khi mới sinh, cháu được các bác sĩ kiểm tra là cháu bị thiếu máu bẩm sinh và có những biểu hiện khác. Theo yêu cầu của các bác sĩ thì sau 3 tháng cháu sẽ phải về bệnh viện Trung ương để kiểm tra lại. Ngày 26 tháng 5 vừa qua, được sự quan tâm của câu lạc bộ Chung một tấm lòng của huyện Hiệp Hòa đã đưa cháu về bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương để kiểm tra lại sức khỏe. Rất may mắn cho gia đình bà Hảo, cháu Quân chỉ thiếu máu bẩm sinh. Tuy nhiên theo yêu cầu thì 6 tháng sau cháu vẫn phải quay về bệnh viện Trung ương để kiểm tra lại một lần nữa để khẳng định sức khỏe của cháu. Thưa các bạn, trong thời gian qua, được sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hiệp Hòa, chính quyền xã Hội Chữ Thập Đỏ xã Đông Lỗ, cấp ủy chính quyền thôn Trúng và trong đó có câu lạc bộ Chung một tấm lòng của huyện Hiệp Hòa, các thông tin của báo chí hoặc là các thông tin trên Zalo, Facebook của các cá nhân cũng như là kênh Nắng Mùa Hạ đã đưa tin về trường hợp gia đình của bà Hà Thị Hảo nên đã được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Những tình cảm, sự chia sẻ này mục tiêu là để giúp cho gia đình bà Hà Thị Hảo có điều kiện chăm sóc tốt cho cháu Ngô Minh Quân gần 4 tháng tuổi. Chính vì thế mà hôm nay các cô giáo của huyện Việt Yên, trong đó có các cô giáo của trường Mầm non Hương Mai và Việt Tiến đã về cùng dành những tình cảm đặc biệt, bao gồm đường sữa và hơn 7 triệu đồng để giúp cho gia đình bà Hảo để chăm sóc cho cháu Quân. Quan sát các hình ảnh, các cô giáo bế cháu Quân rất âu yếm, thể hiện được tình cảm yêu thương đến hoàn cảnh của gia đình bà Hảo cũng như cháu Quân. Hình ảnh này, tình cảm ấy là bản chất, là thói quen của các cô giáo. Bởi hàng ngày các cô vẫn dành tình cảm ấy cho bao nhiêu lớp học sinh, những đứa trẻ đáng yêu của mình trên lớp như thế nào, thì ngày hôm nay các cô cũng đang thể hiện với cháu Ngô Minh Quân gần 4 tháng tuổi ở xóm Đồng Gác, thôn Trúng, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa. Thưa các bạn, kênh Nắng Mùa Hạ được xây dựng nhằm mục tiêu là thông tin những nét đẹp quê hương, những nét đẹp của mọi người dân. Rất mong các bạn đăng ký vào kênh để tiếp tục biết thêm nhiều nét đẹp trên quê hương mình. Trở lại câu chuyện và tấm lòng cao đẹp của các cô giáo huyện Việt Yên. Trong cả một tuần chăm sóc giáo dục học sinh của mình khá là vất vả, nhưng với tình cảm và lòng yêu thương tha thiết đối với trẻ em, các cô đã về thăm và dành nhiệt tặng rất nhiều quà cho gia đình bà Hảo để chăm sóc cho cháu Quân, một cái trường hợp rất là đặc biệt. Tai nạn, cái bảo hiểm tai nạn cho cả hộ gia đình. Có nghĩa với cái mức mà chúng em tặng cho bà như này thì tất cả các thành viên trong hộ gia đình của bà, nếu như không may mà bị tai nạn, gãy chân, gãy tay hoặc là xảy gì là sẽ được ký bảo hiểm chi trả quyền lợi là 15 triệu đồng một người trên một năm. Đây, thì đấy là tí nữa. Đây là do công ty là về là không ạ. Bây giờ không phải là công ty mà đây là tất cả chị em chúng Mầm non Việt Tiến em là Việt Yên. Việt Yên ạ. Việt Yên. Vâng, mua cho bà. Có một số tiểu học nữa. Thì chúng em hôm nay lên là cũng có ủng hộ số tiền là 7.600.000 đồng với một số cái vật dụng dùng cho cháu bé, dùng cho bà, dùng cho chị Long. Đấy, thế là có một dạ vâng, cho quay cả Quân đẹp trai đây nhờ bộ bấm nào. Ví dụ như tên của bà đứng chủ hộ này thì em con sẽ ghi tên của bà vào đây. Thế mà khi mà không may như thế bảo vệ bao nhiêu năm ạ? Một năm một ạ. Một năm một rồi. Nếu như hết một năm thì các chị mà có điều kiện lại liên hệ. Thưa các bạn, những hành động của các cô giáo huyện Việt Yên hôm nay sẽ là một bài học về tình yêu thương, lòng nhân ái để ngày mai đây các cô giáo lại tiếp tục gieo vào lòng học sinh của mình những tình cảm, những ước mơ cao đẹp trong cuộc sống.